Hồ nước kiêu ngạo. Chị Song ơi, sao chị không bao giờ chịu đứng yên vậy? Đã chạy cuồn cuộn, lại còn đem theo bao nhiêu thứ trên mình nữa. Nào là đất cát, nào cỏ cây, nào gỗ mục, lại còn thuyền bè. Chị Song lúc nào cũng phải chật vật, hối hả, chổi nặng bao nhiêu thứ như thế. Rồi các bé nhỏ chúng tôi cũng đến khốn khổ với chị. Cá nhỏ ơi, sao cậu không sang ở với tôi nè? Nước trong lòng tôi lúc nào cũng hiền hòa, yên ả. Gió bão đến bờ hồ sẽ che chở cậu. Nhỏ, cậu có thể sang bên hồ nếu muốn. Nhưng tôi nhắc nhở cậu, sống trên đời đứng yên một chỗ chưa hẳn đã tốt, phẳng lặng chưa hẳn đã tốt. Chỉ có những thứ luôn luôn chuyển, luôn vận động không ngừng đổi mới, mới có thể phát triển, tồn tại mãi được. Ôi chào, chị Song chị khéo dạ trẻ con. Chị không được sống an nhàn thảnh thơi xinh đẹp như tôi, nên chị không vừa lòng đấy thôi. Cá nhỏ, cậu sang đây đi. Ta đảm bảo cậu sẽ có một đời sung sướng, không phải vật lộn kiếm ăn giữa dòng nước xoáy nữa. Trở về bên dòng sông nữa. Tất cả chỉ tại mình luôn muốn sống một cuộc đời an nhàn hưởng thụ, để bây giờ phải chết trong lòng hồ cạn kiệt. Ôi, cá nhỏ, tội nghiệp cậu. Cậu đã trốn chạy cuộc đời trong bình yên hưởng thụ mà không biết rằng chỉ có những thứ luôn vận động trôi chảy và luân chuyển mới có thể tồn tại mãi. Mới chính là cuộc đời lý tưởng đó. Rùa thần báo ơn. Chết này! Mày thích chạy à? Sao ông lại đánh con rùa thế? Rùa của tôi thích làm gì thì làm, liên quan gì đến anh? Khôn hồn thì biến đi! Tôi muốn mua con rùa này, tôi sẽ trả ông 5 đồng. Xin lỗi, con rùa này tôi dùng làm thuốc quý, 5 đồng không bán. Ông... 5 đồng mà cũng đòi mua con rùa của ta ư? Này, nếu anh trả thêm viên ngọc này thì có thể ta đồng ý. Không được, đây là bảo vật gia truyền của tôi không bán được.
Thế thì biến đi, đừng can thiệp vào chuyện của ta nữa. Thế là hôm nay số mày tận rồi. Thôi được rồi, mau đưa con rùa cho tôi đi. Được, được, được lắm. Ăn đi, khổ thân mày, chắc là bị bỏ đói lâu rồi đúng không? Mày đã khỏe rồi, giờ thì về nhà của mày đi, đừng lang thang kẻo bị người ta bắt đấy. Đây là... ở đâu ra thế nhỉ? Một tháng nữa làng này sẽ gặp nạn chìm trong biển lũ. Hãy chuẩn bị thuyền, khi nước dâng thì lên thuyền, thuận theo dòng nước mà đi, sẽ tìm được nơi nương náu. Thật kỳ lạ, thần linh đã báo mộng cho mình. Sao, lũ lụt ư? Thật là hoang đường. Tin tôi đi, thần linh đã báo mộng cho tôi thật mà. Ông hãy báo cho dân làng chuẩn bị thuyền, nếu không sẽ không kịp đâu. Nhảm nhí, trên đời này làm gì có thần linh. Đừng ở đây nói chuyện linh tinh nữa. Tin tôi đi, tôi nói thật mà. Không được rồi, không ai chịu tin mình hết. Thời gian không còn nhiều nữa, mình phải đóng một chiếc thuyền thật lớn. Quả đúng như lời tiên tri của thần linh, nước sắp nhấn chìm ngôi làng này rồi. Vậy mà không ai tin lời cảnh báo của mình, thật là đáng sợ. Chạy đi, mưa to quá, nhanh lên. Mọi người mau lên thuyền đi. Cho tôi lên với. Tôi nữa. Ân nhân. Rùa, rùa khổng lồ. Tôi là rùa thần, cách đây 3 tháng được người cứu giúp. Có phải bức thư báo lũ ở nhà ta là do rùa thần đưa tới? Đúng vậy. Ôi, rùa thần, cảm ơn ngài. Mọi người hãy đi theo ta, ta sẽ cứu mọi người đến một vùng đất mới. Đây là một hòn đảo trù phú, đất đai màu mỡ, hoa trái tốt tươi. Mọi người có thể định cư ở đây mà sống thoải mái. Đội ơn thần rùa, tôi sẽ không bao giờ quên ơn ngài. Ở hiền ác sẽ gặp lành, hy vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với người. Tớ hiểu rồi. Vậy là đã chục năm rồi, mình mới trở lại đây. Ôi, ôi. Bác nằm yên cái nào, cứ ngọ ngoại thế, làm sao tôi khám cho được. Vâng, vâng ạ. Ôi trời ơi, bác ói thì phải ói vào chậu chứ. Đúng là những ngày tháng thật đáng sợ. Mình thật sáng suốt khi đã bỏ việc ở đây. Hải à. Ừ, tớ đang ở khuôn viên. À, nhìn thấy rồi. Đây, đây. Lâu quá không gặp. Thế nào, được nghỉ chưa? Ra quán làm bữa với tớ. Không được, tranh thủ gặp cậu thôi, chứ tớ bận lắm. Còn nhiều bệnh nhân cần khám, không thể đi lâu được. Ngày nào cũng thế, cậu không thấy mệt mỏi à? Có gì đâu, đây là công việc mà. Mà cậu tìm tớ có việc gì vậy? Tớ muốn mời cậu về làm cho công ty của tớ. Dạo này công việc kinh doanh phát triển, tớ đã mở thêm được một cơ sở mới, rất cần người tin tưởng để trông coi. Cậu yên tâm, làm với tớ cậu không phải băn khoăn về lương lậu. Hơn nữa công việc cũng nhẹ nhàng, không quá sức đâu. Cái này, xin lỗi cậu, tớ không thể theo cậu được. Sao thế? Cậu đã suy nghĩ gì đâu mà trả lời vội vàng vậy? Cần gì nghĩ, cả đời tớ
chỉ muốn làm một bác sĩ chữa bệnh cứu người. Tớ không thể từ bỏ mục tiêu đó, cũng không thể từ bỏ những bệnh nhân trong kia được. Mục tiêu nào thì chốt lại cũng là để kiếm tiền. Bệnh nhân không có cậu thì sẽ có người khác. Công việc ở đây, tớ từng làm tớ biết, rất vất vả, áp lực, lương lại bèo bọt. Tớ biết làm với cậu thì tiền tài sẽ sáng lạn hơn nhiều. Nhưng công việc chữa bệnh là đam mê lớn nhất của đời tớ. Tớ không bỏ đâu. Trời ơi, đam mê cái gì chứ? Toàn những thứ hão huyền. Phải có tiền nó mới thực tế cậu ạ. À, tớ không biết nói sao, nhưng mà tớ không bỏ việc đâu. Thành thật xin lỗi cậu. Cậu... cậu thật là... bực mình quá, thật không thể hiểu nổi cậu ấy nữa. Anh Hùng, chị Hoàng Liên đến đặt hàng. Chào chị Liên. Công việc kinh doanh vẫn tiến triển chứ? Ờ, cũng tốt. Cũng nhờ làm ăn với anh cả đấy. Ờ, mà sao tôi thấy anh gầy hơn lần trước hay sao á? Em gầy đi à? Có lẽ do mở thêm cơ sở mới. Ung thư gan. Cái gì? Ung thư? Sao? Sao có thể? Đau. Cứu. Cứu tôi với. Cứu tôi. Hãy cố gắng nào. Để tôi xoa bóp giúp anh bớt đau hơn. Đau. Không. Tôi không chịu nổi nữa đâu. Lần nào hóa trị cũng đau thế này thì tôi chết quách đi cho xong. Anh phải mạnh mẽ lên. Bệnh mới chỉ ở giai đoạn đầu thôi. Bác sĩ Hải thì đang tìm cách liên lạc với bác sĩ đầu ngành để tìm cách chữa trị cho anh. Ai cũng hy vọng anh sẽ qua khỏi. Bây giờ anh mà buông xuôi thì chẳng phải phụ công sức của mọi người sao? Tôi... Sao bác sĩ lại tốt với tôi thế? Đã chữa bệnh cho tôi, lại còn ân cần chăm sóc, động viên tôi nữa. Có gì đâu, đây là trách nhiệm của tôi thôi mà. Trách nhiệm ư? Nói vậy, mình chưa làm tròn nhiệm vụ khi làm bác sĩ rồi. Chẳng bao giờ mình quan tâm tới những đau đớn của bệnh nhân, mà chỉ coi đây là một công việc kiếm tiền. Mà mình càng không hiểu được lý do kiên quyết giữ nghề của Hải cho đến khi mắc bệnh thế này. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu rồi. Kìa anh, sao thế? Anh hiểu gì? Tôi đã hiểu được tấm lòng của những bác sĩ, nó quý giá và ý nghĩa với bệnh nhân như tôi thế này. Trước đây tôi cũng là một bác sĩ, nhưng tôi đã bỏ nghề để tìm việc khác nhiều tiền. Nhưng đến bây giờ thì tôi lại ước mình được trở về với ngày xưa, để bắt đầu lại là một bác sĩ chân chính. Vườn cam. Cả khu đồi vẫn trống trơn như ngày xưa, mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả. Tại sao đất đai nhiều mà người dân vẫn khổ, vẫn nghèo? Đấy, được rồi, đóng ngay ngắn vào ông ạ. Thật chẳng uổng công mấy năm cho thằng Thuận ăn học trên thành phố. Nó làm cả họ nở mày nở mặt. Con chào bố mẹ. À, Thuận, con về đúng lúc lắm. Con xem bố mẹ treo cái bằng khen của con ở đây được chưa? Trời, bố mẹ treo nó lên đây làm gì chứ? Ai thấy thì ngại lắm. Sao phải ngại? Con xem, cả xã mình trước nay có ai được thành tích như vậy đâu. Giờ con lại còn tốt nghiệp loại giỏi đại học. Bố mẹ khoe với hàng xóm tí thì có sao? Bố mẹ, con có việc này muốn bàn bạc với bố mẹ. Có chuyện gì con cứ nói đi. Sắp tới có lẽ con sẽ không đi xin việc ở thành phố. Con muốn ở quê trồng cam trên những quả đồi của nhà ta. Con nói con không đùa đấy chứ? Dạ vâng, con hoàn toàn nghiêm túc ạ. Thuận ơi, con có mất trí không thế hả? Bố mẹ cho con ăn học là để con không phải sống cảnh chân lắm tay bùn. Hy vọng con thoát khỏi cảnh sống vất vả như bố mẹ. Sao con cầm được tấm bằng đại học về rồi mà vẫn đòi làm nông dân hả con? Mẹ ơi, nông dân cũng tốt chứ sao?
con đi học lấy kiến thức, biết kinh doanh để áp dụng vào nông nghiệp thì cơ hội để chúng ta thoát nghèo cũng không khó đâu mẹ ạ. Không dễ như con tưởng đâu. Tốt nhất là con lên thành phố, kiếm lấy một công việc đúng chuyên môn cho nhàn hạ bản thân. Bố mẹ, con đã quyết tâm rồi, con sẽ vay mượn bạn bè chút vốn liếng để mua giống cam và cải tạo đất. Con tin là con sẽ thành công, xin bố mẹ hãy ủng hộ con. Sao thế này? Đây là bệnh thối gốc chảy nhựa. Cây của con còn non mà mắc bệnh này thì không sống nổi đâu. Tốt nhất con nên trở lại thành phố mà kiếm việc đi. Con đã nghiên cứu chất đất này rất kỹ. Đất này độ phèn chua, rất thích hợp trồng cam. Có lẽ vì con làm còn thiếu kinh nghiệm nên cây mới mắc bệnh. Con sẽ làm lại lần nữa. Chín mọng rồi. Cảm ơn ông trời. 10 năm sau. Vụ cam này lại thắng lớn. Mình sẽ mở rộng thị trường ra cả mấy nước lân cận. Alo. Được, mời vào. Chào anh bạn. Trời ơi, Hoàng Long, là cậu đấy ư? Nào, ngồi xuống đi. Chà, không ngờ ông Hoàng Long, trưởng phòng kinh doanh của công ty Mùa Vàng lại là cậu. Ra dáng sếp quá rồi nha. Thế đã là gì so với cậu chứ? Một đồi cam gần 10 hecta, một công ty nông sản lớn, biệt thự lớn, thật đáng ngưỡng mộ. Để có được ngày hôm nay cũng gian nan lắm cậu ạ. Tất nhiên, có thành công nào mà không qua thử thách. Nhưng cái quan trọng mà không phải ai cũng làm được là cậu đã dám nghĩ, dám làm, tin tưởng vào con đường mình chọn. Mình nhớ lúc hai đứa mới ra trường, tớ loay hoay xin việc ở thành phố, mong muốn bám trụ lại đó và kiếm được việc với mức lương ổn định. Còn cậu, nhất quyết rũ bỏ mảnh đất hứa để trở về với mảnh đất quê hương. Bạn bè, thầy cô đều nghĩ cậu lựa chọn sai lầm, nhưng hóa ra mọi người đã nhầm, còn cậu lại đúng. Cậu xứng đáng có được như ngày hôm nay. Cảm ơn cậu. Điều tớ cảm thấy hạnh phúc nhất là khiến những quả đồi trọc quê mình nở hoa, đơm trái. Có trí tuệ và bàn tay, đất nào cũng nở hoa được cậu ạ. Hàng xóm. Đây, ông tính thế nào đi chứ? Chả nhẽ lại chịu thua hai mẹ con nhà hàng xóm à? Bà làm gì mà cứ nhằn lên thế? Đâu khắc có đó, vội vàng là hỏng việc, hiểu chưa? Nhưng mẹ con họ lì lắm. Tôi đã làm đủ mọi cách rồi. Thuê cả đầu gấu, dọa nạt mà mẹ con bà Thúy vẫn nhất định không chịu bán nhà, dọn đi đâu hết. Này nhé, tôi là tôi cấm việc, bà nhờ đầu gấu đấy. Tôi đã nói rồi, cứ nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Không việc gì phải làm ầm ĩ. Bà làm thế vừa mang tiếng vừa hỏng việc ít gì. Ông cứ nói thế, cơ mà ăn thua gì đâu. Cứ dùng kế như tôi nhẹ nhàng mà sâu cay cho mẹ con họ sợ, tất họ sẽ tự nguyện rời đi. Mình vừa được việc lại không mang tiếng. Con chào ba mẹ. Sang một mình thôi à? Bụng mang dạ chữa, sao không bảo chồng nó đưa sang? Anh ấy vẫn bận chuyện đất cát đấy, rõ mệt. Ba mẹ xem thế nào, mua đứt mảnh đất nhà bà Thúy cho vợ chồng con đi. Thôi được rồi, để ba mẹ tính. Ba mẹ không thể để mất cơ hội này được. Theo tin mật,
thì thành phố sẽ mở đường vành đai 3 qua huyện ta. Con đường ấy mở thì nhà mình ở mặt đường, mua được nhà bà ấy thì tha hồ thuận tiện buôn bán làm ăn à. Bố mẹ biết rồi, con không phải lo. Hôm nay con được 2 điểm 10 mẹ ơi. Con phải cố gắng học hành để sau này có công ăn việc làm ổn định, mẹ con mình mới bớt khổ được. À, này chị ơi, sao chị vô ý thế? Hắt nước ướt hết người mẹ con tôi rồi. Ấy chết, hai mẹ con ngồi đấy à. Tôi không biết, lỡ tay hắt chậu nước tưới cây. Bó rau thì vào ngồi lui vào trong, tránh cái hàng rào ra hộ nhé. Người đâu thật là tai ngược. Hai mẹ con nó vừa được tắm xong. Cứ thế thôi, chán nhẹ ắt cũng phải biến đi thôi. Hả? Sao thế này? Sao lại có người ác ý thế chứ? Sao nhà cô Thúy lại nhiều rác thế kia? Vâng, chả biết ai vô ý thức nên vứt rác bừa bãi, vứt cả sang nhà tôi bà. Họ xem nhà tôi như chỗ để rác không bằng. Ừ, mà tôi chả hiểu cô gây thù chuốc oán với ai, suốt ngày thấy bị đe dọa, hôm thì đầu gấu đến tận nhà. Nào tôi dám gây thù chuốc oán với ai đâu ạ. Tôi nghe bảo cô định bán mảnh đất này hả? Cô tính thế cũng được, mà nếu có bán, cô để cho vợ chồng tôi nhé. Không bà, đất là của cha ông để lại. Bà nghe ai bảo thế? Ở đây quen rồi, lại có bà con hàng xóm. À, đau quá, đau quá, đau quá. Trời, cái mai làm sao thế kia? Nín đi nào, nín đi cháu ngoan. Cảm ơn cô nhiều lắm. Nếu không có cô, hôm nay mẹ con cháu không biết ra sao nữa. Ôi dào, ân huệ gì. Nghỉ ngơi đi cho khỏe cháu à. Sao cô lại ở đây? Con gái con không sao chứ? Hôm nay con sang nhà, giữa đường mưa to, đường trơn nên bị ngã xe. Cũng may có cô Thúy nên mẹ con của con mới sống sót được à. Ôi, đúng là phúc nhà tôi còn lớn lắm. Cảm ơn cô nhiều. Hàng xóm với nhau có gì mà chỉ bảo ơn với Huệ. Thôi, hai bác ở lại với cháu, tôi xin phép về đây. Vâng, cô về. Cảm ơn cô nhé. Tôi ân hận quá. Có lẽ chúng ta nên từ bỏ ý định mua lại mảnh đất của cô ấy thôi. Vâng, nghĩ mình cũng tệ với cổ. Có lẽ còn phải sang xin lỗi vì những việc mà vợ chồng mình gây ra nữa chứ. Cháu ngoan, cháu sinh ra đã có phúc, nhất định lớn lên sẽ khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.